Lavender Bay Trang và Thúy Hương đều cảm thấy rất là ấm cúng này. Rồi thì không gian rất là xinh đẹp. Mỗi một lần mà đứng ở backdrop chụp hình thì đều cảm thấy mình thật là may mắn khi có mặt tại không gian này. Đến một cái sự kiện rất là đặc biệt của Lavender Bay Trang. Và giả thấy những người đồng nghiệp của mình sử dụng những cái dịch vụ bên Lavender Bay Trang rất là nhiều. Và nhà cũng rất là hứng thú muốn tìm hiểu xem cái công nghệ mới lần này nó sẽ như thế nào. Cái hiệu quả của nó mình cảm thấy là nó nhanh chóng hơn. Da mình sáng hơn rất là nhanh này. Và căng bóng hơn, cảm thấy là được trẻ hóa ra rất là nhiều. Mình đẹp hơn và tự tin hơn thì cảm thấy vui hơn thì chắc chắn là gia đình sẽ hạnh phúc hơn rồi. Không gian ở đây cực kỳ là hoành tráng, xa hoa và rất là đẳng cấp. Cũng giống như là cái không khí khi mà mình bước tới Lavender Bay Trang thì mình luôn được đối đãi bởi những cái dịch vụ sang xịn mịn nhất vậy đó. Huyền nghĩ là sau cái bữa dẫn chương trình này thì Huyền sẽ đến Lavender Bay Trang để mà Huyền cấy Bay Cell Complex liền ngay và luôn. Trang trí mỗi lần là với là một cái phong cách khác nhau, hoành tráng, hiện đại, cực kỳ sang trọng luôn. Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp rồi. Chúng ta phải yêu thương và tìm những cái cách chăm sóc tốt nhất cho da để chúng ta có thể có được một làn da mộc hoàn hảo nhé. Xin được trân trọng chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với sự kiện ra mắt công nghệ mới xóa nám, ca mộc da. Biocell Complex được tổ chức bởi Viện Thẩm mỹ Lavender Bay Trang, CEO Lý Huyền Trang. Em Trang sẽ cố gắng là mang đến một làn da hoàn hảo cho tất cả các chị đẹp của Việt Nam. Và ngày hôm nay là ra mắt công nghệ xóa nám trẻ hóa da độc quyền 100% Biocell Complex thì chắc chắn sẽ lại còn vượt trội hơn và hiệu quả hơn Biocell Plus gấp 3 lần. Em Trang một lần nữa xin cảm ơn các anh chị khách quý rất là nhiều ạ. Cảm ơn Huyền Trang. Những hình thức ký kết chuyển giao công nghệ giữa tập đoàn Sanosure Hoa Kỳ, Basel Hàn Quốc và Viện Thẩm mỹ Lavender Bay Trang. Khoảnh khắc rất quan trọng ngày hôm nay, chính thức ra mắt công nghệ mới xóa nám ca mộc da Basel Complex. Được khi mình làm đó, mình thấy là cái giá trị mình nhận lại là nó thật sự là xứng đáng. Cái công nghệ này thì thấy hoàn toàn không bong chóc, không kích ứng gì hết. Dạ. Rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Chị thấy là da mình đã săn lại và nó căng ra. Thì chỉ sau một đêm là da nó trở lại bình thường. Ngày chờ em gấp mưa trong lòng. Người và xin chớ quên lời anh hẹn, đừng để vụt mất tôi xa. Truyền thông thường viết tên em như đại minh tinh đầu trang tin, mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình. Em nên đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoay vòng, môi em cười tươi. Chỉ mưa rơi tháng sáu trong lòng sương mơ.